Xin chào các bạn. Nhắc đến thời tiết, bạn nghĩ ngay đến điều gì? Nắng, mưa, gió, bão hay sấm chớp? Đó là các từ chỉ hiện tượng về thời tiết. Những từ này được sử dụng rất nhiều trong các thành ngữ tiếng Anh. Tôi là Hà từ Expa English, nền tảng thực học tiếng Anh giao tiếp, đơn giản, hiệu quả và thành công cho mọi đối tượng. Và Ashley, một cộng sự tại Expa English, sẽ gửi đến bạn 11 thành ngữ về chủ đề thời tiết, giúp bạn giao tiếp thật tự nhiên khi nói chuyện với người bản xứ. Những điều thú vị sẽ được tôi chia sẻ ngay sau đây. Hãy theo dõi tiếp! Bạn có biết cách nào giúp phân biệt đâu là người bản ngữ, đâu là người học tiếng Anh? Đó là cách họ sử dụng các thành ngữ. Nhưng thành ngữ cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu dùng đúng, nó sẽ giúp bạn nói chuyện tự nhiên hơn. Còn nếu dùng sai, nó sẽ giống như một thứ vũ khí hủy diệt, làm cho người nghe không thể hiểu ý bạn, hoặc khiến bạn cảm thấy rất quê trong mắt người đối diện. Vì thế, bạn nên học những idioms thông dụng theo chủ đề và áp dụng chúng trong tình huống cụ thể. Trong video này, tôi sẽ dành tặng bạn 11 thành ngữ thông dụng về chủ đề thời tiết mà bạn có thể áp dụng ngay sau khi học. Với mỗi thành ngữ này, bạn sẽ biết nguồn gốc của nó, biết nó được dùng trong hoàn cảnh nào và những ví dụ giúp bạn hiểu kỹ hơn về thành ngữ đó. Hãy luôn nhớ rằng, hiểu rõ mới dùng và đừng quên sử dụng nó thật nhuần nhuyễn, tạo thói quen và phản xạ tự nhiên. Và tôi tin rằng, nếu bạn đã nằm lòng 11 thành ngữ này, nó nhàn nhã có ngữ điệu và dùng đúng văn cảnh, thì bạn sẽ nói tiếng Anh tự nhiên hơn rất nhiều đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với một thành ngữ rất thông dụng, có xuất hiện từ weather. Bạn có đoán được đó là thành ngữ nào chưa? Đó là under the weather. Bạn biết không, sức khỏe rất dễ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa. Cũng chính vì vậy mà thành ngữ này ra đời. Thế nên người Việt mình thường có câu thay đổi như thời tiết. Vì vậy, bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe trong những ngày hè oi bức này nhé. Bởi nếu bạn under the weather, bạn cảm thấy không ổn trong người, thì có khả năng bạn đã bị ốm rồi đấy. Để hiểu hơn về thành ngữ này, hãy cùng tôi theo dõi ví dụ dưới đây. Hello, Ashley. Hi, Ha. Are you coming to my birthday party tonight? I'm sorry, I feel a bit under the weather. I may have the flu, so I can't go. Oh no. Take good care of yourself. I'll see you when you feel better. Trong cuộc sống của chúng ta có không ít những người bạn tốt cùng chúng ta trải qua khó khăn. Đó là thứ tình bạn mà ta luôn nâng niu trân trọng. Nhưng cũng có những thứ tình bạn thay đổi như thời tiết. Khi mà bạn gặp may mắn, trúng xổ số hay thăng chức, thì những người bạn đó ở bên chúc mừng bạn. Nhưng một khi bạn gặp những chuyện không may mắn, mất việc, mất tiền, cần đến sự trợ giúp của họ, thì ngó trước ngó sau lại chẳng thấy ai. Họ chính là những người bạn fair weather friend. Hay nói cách khác là người bạn luôn bên cạnh khi bạn gặp may mắn, nhưng lại không ở bên khi bạn gặp khó khăn. Kiểu bạn đồng cam nhưng không cộng khổ. Hey, I've just lost my job. Can you please? That's it. You are just a fair weather friend. Một thành ngữ rất hay phải không nào? Cũng nói về thời tiết, nhưng thành ngữ thứ ba này sẽ liên quan đến mưa. Rất nhiều người thích thả mình trong những cơn mưa để rũ bỏ hết những căng thẳng. Nhưng đôi khi, nó cũng gây trở ngại không nhỏ cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và mưa cũng xuất hiện rất nhiều trong những thành ngữ về thời tiết mà tôi sắp giới thiệu cho các bạn ngay sau đây. Buổi sáng hôm đó, bạn ngủ dậy muộn vì chiếc đồng hồ hỏng từ lúc nào. Sau đó, bạn nhận ra chiếc xe thân yêu đã thủng xăm. Bạn phải vội vã bắt xe buýt đi làm. Đến nơi làm việc, bạn mới nhận ra chiếc ví của mình đã không cánh mà bay. Lúc đó, bạn phải thốt lên rằng when it rains, it pours. First, I woke up late. Then I found out that my motorcycle tires had been punctured. So I had to take the bus to work. Then, when I arrived at my office, I realized someone had stolen my purse. When it rains, it pours. Nghĩa đen của câu này là nó không chỉ mưa bình thường mà nó còn mưa rào.
và nó còn ám chỉ những điều không may mắn diễn ra nối tiếp nhau, như chúng ta thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thành ngữ tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho bạn là một thành ngữ cực kỳ phổ biến, tuy nhiên rất nhiều bạn hiểu sai ý nghĩa của nó. Bạn đã đoán ra được chưa? Đúng rồi, đó chính là It's raining cats and dogs. Đó có phải cơn mưa chó và mèo? Tất nhiên là không phải rồi, bạn không nên hiểu theo nghĩa đen, mà nó có nghĩa là mưa rất to. Và theo cách nói của người Việt mình thì đó chính là mưa như chút nước. It's raining cats and dogs out there. I think I'm just gonna stay in and read a book. Me too. Và tiếp theo, hãy cùng theo dõi tình huống thú vị sau và đoán xem tôi đang muốn nói tới idiom nào nhé. You know, I would really like to go to South Korea over summer this year. And I also want to visit many beautiful places there. And I want to go to the BTS show to meet my idols. I will! Get your head out of the clouds, ha? Huh? You're dreaming. That trip would be way too expensive. Bạn đã nhận ra chưa? Đúng rồi, đó là một thành ngữ xuất hiện từ cloud, đám mây. Have your head in the clouds. Khi bạn đang đặt suy nghĩ của mình trên mây, tức là bạn đang nghĩ về những điều viển vông, không có thật hoặc điều đó rất khó có thể xảy ra. Và bạn biết đấy, cô bạn thân của tôi đã giúp tôi đặt chân xuống mặt đất và thôi bao hoa chém gió. Vậy bạn đã hiểu cách dùng của thành ngữ đó chưa? Khi mà bạn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và muốn thể hiện sự hạnh phúc của mình bằng tiếng Anh, thì đừng thể hiện mỗi câu đơn điệu như I'm really happy. Tôi sẽ tặng bạn thêm một thành ngữ rất hay nữa, cũng xuất hiện từ cloud. Đó là I'm so happy I'm on cloud 9. They were both on cloud 9 during their honeymoon. Thực ra con người không thể bay lên 9 tầng mây, nhưng cách nói này sẽ giúp người nghe cảm nhận được niềm vui của bạn rõ ràng hơn. Lần tới hãy sử dụng câu này để thể hiện sự hạnh phúc của bạn nhé. Ok, hãy đến với câu thành ngữ tiếp theo. Người Việt mình thường có câu chuyện bé xé ra to. Và khi diễn đạt điều đó trong tiếng Anh, bạn thường sử dụng thành ngữ nào? Tôi sẽ gợi ý cho bạn thêm một thành ngữ rất thú vị. Đó là storm in a teacup. Hiểu theo nghĩa đen là cơn bão trong cái chén. Nó tạo cảm giác có một cơn thịnh nộ của thời tiết nhưng với quy mô rất nhỏ. Nhìn có vẻ như là rất dữ dội, nhưng thực ra việc cũng chưa đến mức phải biểu hiện như thế. Lynn suspects that her boyfriend is trying to flirt with another girl. But I think that she's just creating a storm in a teacup. Tuyệt vời! Chúng ta sẽ tiếp tục với một thành ngữ nữa. Và đây là trường hợp mà bạn có thể gặp phải trong môi trường công sở. Bạn hãy tưởng tượng, bạn có một báo cáo cần hoàn thành trong 2 ngày tới. Sếp bạn đốc thúc bạn chạy song song với một dự án khác. Nhưng người đồng nghiệp của bạn lại xin nghỉ cả tuần. Thế là bạn lại gánh thêm nhiệm vụ. Và thế là cả núi công việc chồng chất lên nhau. Bạn có quá nhiều thứ cần phải làm và bạn đang bắt đầu trục trặc với tất cả. Lúc đó bạn giống như đang ngập dưới tuyết, đến nỗi bạn không thể dành thời gian để đi chơi cùng bạn thân. She is snowed under at work. She won't be able to join our party tonight. Hoặc bạn quá bận và quên cả việc ăn trưa, bạn sẽ nói là I was so snowed under with work today that I didn't even have time for lunch. Thành ngữ tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu cho bạn đó là be a breeze. Có ai dịch từ này là như một cơn gió không nhỉ? Thực ra, thành ngữ này được dùng để nói về những việc rất dễ làm. Chúng ta thường gọi là dễ như trở bàn tay. Nếu bạn được cùng làm việc với một team xuất sắc, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Making this video is a breeze because our great team makes it easy. Hoặc kỳ thi quá dễ với bạn và bạn rất tự tin về kết quả, thì bạn sẽ nói là The English exam was a breeze. I'm sure I'll get top marks. Bạn tự tin vì nó quá dễ. Nhưng khi bạn gặp một đề thi cực khó, bạn loay hoay mãi với cả mớ câu hỏi trong phòng thi, nhưng mới chỉ vượt qua 1/2 thời gian, ấy thế mà đã có người xung phong nộp bài. Bạn nhìn bạn đó với con mắt của một siêu nhân. Và trong trường hợp này, bạn sẽ phải thốt lên rằng Wow, he finished the exam lightning fast.
nghĩa là anh ấy làm bài nhanh như chớp. Ngoài việc miêu tả tốc độ hoàn thành công việc trong một thời gian cực kỳ ngắn, hay miêu tả tính năng của một thiết bị, ví dụ như bạn muốn nhận xét về tốc độ của một chiếc xe, bạn sẽ nói là "Look, that car is lightning fast." Hay để khen ai đó về khả năng nhanh nhạy trong phản xạ, bạn có thể nói là "Her brother has lightning fast wit." Vậy là chúng ta đã cùng đi qua 10 thành ngữ về chủ đề thời tiết. Hãy cùng đến với thành ngữ tiếp theo. Bạn đã bao giờ gặp một chuyện gì đó khiến cho cả ngày của bạn đều trở nên vui vẻ? Hay một cử chỉ, hành động, lời nói của ai đó khiến cho bạn cảm thấy rất hạnh phúc? Đó sẽ là những tia sáng đem lại cho bạn những suy nghĩ tích cực và một ngày tốt lành. Và đó cũng chính là ý nghĩa của thành ngữ Brighten up the day. You are my best friend. Talking to you always brightens up my day. Thanks for watching our video. We really hope it brightened up your day. Vậy là bạn vừa biết thêm 11 thành ngữ về chủ đề thời tiết giúp bạn áp dụng ngay trong những tình huống giao tiếp. Bạn có được điều gì thú vị từ video này? Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi ngay bây giờ. Ngoài ra, hãy truy cập vào trang web expertenglish.com để khám phá thêm nhiều bài học thú vị khác. Chúng hoàn toàn miễn phí. Và giờ đến lượt bạn. Bạn ấn tượng với thành ngữ nào nhất? Lần tới, nếu thấy trời đổ mưa lớn, đừng quên dặn với mọi người rằng It's raining cats and dogs outside. Và brighten up the day nếu ai đó làm bạn vui cả ngày nhé. Hãy cho tôi biết bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới. Okay. Should I like do something like, okay.